Thân ái chào tất cả quý khán giả của đài VNTV tại Lý Lô Sài Gòn, thủ đô của người Việt tị nạn Nam California trên băng tần 57.3, miền Bắc California trên băng tần 16.10 và Houston, Texas trên băng tần 27.4. Đây là chương trình Good Morning Việt Nam America và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi được thực hiện bởi luật sư Đỗ Thế Nhiên, nguyên luật sư Tòa Thượng thẩm Sài Gòn trước năm 1975. Trước hết, kính chào luật sư Đỗ Thế Nhiên. Tôi Đỗ Thế Nhiên, trân trọng kính chào quý giả Dương Miên, trân trọng kính chào quý khán thính giả. San Jose 16.10, Houston 27.4, Nam California 57.3. Thân mến chào Leo, phòng kỹ thuật. Vâng, kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được hân hạnh bảo trợ bởi Center 2020. Trân trọng thông báo, ngày 1 tháng 4 năm nay là ngày Census Day, ngày mà chúng ta được nói rằng tôi đã được đếm. Xin mỗi gia đình nhớ điền vào mẫu câu hỏi thống kê dân số đã gửi về nhà cho quý vị. Từng thành viên trong gia đình của quý vị, ngay cả người đang thuê nhà của quý vị cũng cần được đếm. Nếu quý vị không trả lời, không điền vào mẫu câu hỏi kiểm kê dân số, những nhân viên của cơ quan kiểm tra dân số sẽ đến tận nhà quý vị. Quý vị có thể vào trang web 2020census.gov có phần tiếng Việt để biết thêm chi tiết. Đài VNTV trân trọng thông báo, chương trình còn được sự bảo trợ của cà phê Việt Nam mình, Made in USA, cà phê EYT. Hạnh phúc thực sự được tìm thấy trong những điều đơn giản nhất. Cà phê mới, cà phê EYT Coffee, ít ngọt, đắng dịu thơm nồng, được sản xuất tại Hoa Kỳ. Hãy bắt đầu một ngày mới với cà phê EYT Coffee. Mùa đại dịch quây quần ở trong nhà, đi không đi làm, ở nhà máy ấm gia đình rất là quan trọng. Tất cả những dịch vụ về nhà, mua nhà, bán nhà, lấy tiền trong nhà ra để trang trải tất cả những vấn đề cấp thiết của quý vị, hãy liên lạc với nghệ sĩ Philip Nam, đồng hương Bạc Liêu của chúng ta. Cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ cho Philip Nam suốt thời gian vừa qua. Nếu quý đồng hương có những nhu cầu mua bán hay tài trợ, tái tài trợ địa ốc, xin gọi cho Philip Nam ở số điện thoại 909-576-1934. Là người Việt Nam, chúng ta cùng tẩy chay For Dark of China. Đó là lời kêu gọi quen thuộc của Tèo, Tèo lúc nằm ở trên đường đi lô, sau lưng bưu điện Bô Sa. Một khi tẩy chay For Dark of China rồi, chúng ta còn có For Dark of California, của công ty thực phẩm Tây Hồ, chợ Sài Gòn, City Marketplace và của New For Life, gạo California Panda Rice, cũng như lạp xưởng Mai Quế Lộ hiệu Mai Quế, sản xuất tại Garden Grove, có bán tại chợ Sài Gòn, City Marketplace. Cảm ơn quý cơ sở thương mại đã ưu ái bảo trợ cho chương trình này và đài VNTV của chúng ta. Kính thưa quý khán giả, hôm nay là ngày thứ sáu, là một ngày cuối tuần. Cuối tuần này tương đối hơi đặc biệt, chúng tôi muốn loan để nhắc nhở lại cho quý vị là mặc dù chính quyền California thống đốc cho phép mở cửa lại bãi biển, nhưng quý vị cao niên không nên nghe lời suối bậy của ai mà tin rằng đi ra biển không có virus. Đừng đi biển, quý vị cũng vẫn ở nhà. Tôi nói riêng quý vị cao niên thôi, còn những bạn trẻ, những người khác thì họ có sức khỏe đầy đủ, họ có thể vượt qua. Chúng ta khó lắm, nếu như chúng ta không cẩn thận, nó vô một cái là chúng ta 83% là tử vong, cho nên đừng đi đâu hết. Quý vị boring, quý vị khó chịu. Tuần tới tôi sẽ có cách giải trí cho quý vị, tìm gợi ý cho quý vị những cách giải trí. Và thưa quý vị, thành phố Westminster lưu ý
là chưa cho mở bất cứ cái gì hết ngoại trừ trạm xăng, pharmacy hay là chợ vân vân, tức là những cái cũ đó. Những cái mới như là tiệm bán áo quần hay là bán bông hay là tiệm sách mở cửa lại, không không không. Westminster không, đừng có lộn xộn mà bị cảnh cáo mất công lắm. Nghe quý vị đừng quên cái chuyện đó. Ngày hôm nay thứ sáu chúng tôi muốn nhắc cho quý vị như vậy. Và bây giờ chúng ta đi vào ngay một đề tài mà tương đối cũng khá hấp dẫn, đó là bầu cử tháng 11 này của nước Mỹ chúng ta và con Covid-19 này như thế nào. Luật sư Đỗ Thế Nhiên sẽ trình bày. Thưa, kính mời luật sư. Kính thưa quý khán thính giả, như chúng ta đã biết, đại họa Covid-19 đã làm cho đời sống của con người, đặc biệt là đời sống của xã hội Mỹ, thay đổi không thiếu một góc cạnh nào. Đặc biệt là đối với cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2020 tại Hoa Kỳ, thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ bị quấy nhiễu bởi một loại virus. Và trong tình hình đó thì cuộc bầu cử sẽ có những biến chuyển lạ lùng chưa hề xảy ra trong lịch sử của Hoa Kỳ. Đài RFI, Đài Tiếng Nói Pháp Quốc, ngày 7 tháng 5 năm 2020 đã phỏng vấn ký giả Phạm Trần ở Hoa Thịnh Đốn về mối quan hệ giữa đại họa virus và cuộc bầu cử Hoa Kỳ tháng 11 năm 2020. Trong cuộc mà phỏng vấn này, ký giả Phạm Trần đã cho RFI biết siêu vi khuẩn corona đã làm đảo lộn xã hội, kinh tế và cả chính trị, ngay cả đối với Hoa Kỳ là một quốc gia thuộc hàng siêu cường của thế giới. Ở đâu cũng bị tác động của virus corona, rủi ro cái đại dịch này chưa được khống chế. Vì vậy, liệu chừng cử tri Hoa Kỳ có hào hứng đi bỏ phiếu hay không? Tức là dư luận có phần nghĩ rằng cuộc bầu cử năm 2020 tại Hoa Kỳ, cử tri sẽ đi bầu ít lại vì người ta không muốn đi ra những nơi công cộng có thể bị lây lan virus corona chăng. Và trong cái hoàn cảnh đó thì cuộc bầu cử có những chi tiết làm cho cử tri cũng như ứng cử viên của Hoa Kỳ năm 2020 phải có nhiều suy nghĩ. Và cái suy nghĩ thứ nhất là có ý kiến cho rằng cái virus corona trước tiên gây thiệt hại cho đảng Dân Chủ, bởi vì đảng Dân Chủ phải không có phương tiện để đi đây đi đó tiếp xúc với cử tri. Ngay cả có thể đi tới những nơi để gặp cử tri thì chưa chắc cử tri đã tập hợp lại để đứng nghe ứng cử viên nói chuyện. Trong khi đó thì đảng Cộng Hòa, Tổng thống Trump là người cầm quyền. Tổng thống Trump có những cái cuộc họp báo trình bày với công chúng Hoa Kỳ về những diễn tiến của virus corona. Rồi trong những cuộc họp báo như vậy, Tổng thống đương nhiên có ảnh hưởng tới cử tri Hoa Kỳ thông qua những tin tức virus corona đi kèm theo những hoạt động chính trị, những hoạt động điều hành xã hội của Tổng thống Trump, vị Tổng thống của đảng Cộng Hòa. Đó là một bên có vẻ thuận lợi vì Tổng thống Trump ứng viên đảng Cộng Hòa trong 2020 có thể gặp quần chúng mỗi ngày. Về phía bên đảng Dân Chủ thì không được như vậy. Vả lại, cái sự việc mà ứng viên đảng Dân Chủ xuất hiện trên các đài truyền hình thì đảng Dân Chủ cũng không có đủ khả năng tài chính, bởi vì trên đài truyền hình Mỹ những buổi nói chuyện như vậy rất là đắt tiền. Cho nên đây cũng là một cái khó khăn đối với đảng Dân Chủ. Có dư luận cho rằng
có thể có ý kiến hoãn cuộc bầu cử. Tuy nhiên muốn hoãn cuộc bầu cử thì phải có luật pháp, chứ không phải là một bên nào đó đơn phương đề nghị. Mà nếu đảng Dân Chủ nắm Hạ viện, đảng Dân Chủ không có, Hạ viện của đảng Dân Chủ không có phê chuẩn luật hoãn bầu cử, thì cái việc hoãn bầu cử không thể nào xảy ra. Nói tóm lại, cái việc hoãn bầu cử 2020 tại Hoa Kỳ là một điều rất là khó khăn, nói về mặt luật pháp. Trở lại câu chuyện Tổng thống Trump, nhân cái buổi họp báo hàng ngày tường trình cho quốc dân Hoa Kỳ về virus corona, đó cũng là một hình thức cổ động bầu cử. Tuy nhiên có dư luận bên cạnh, dư luận nó nhỏ thôi, tức là Tổng thống Trump là người trực tính, nghĩ đâu thì nói ra, và cái kiểu phát ngôn trực tính của Tổng thống Trump đôi khi gây khó khăn cho chính Tổng thống, bởi vì có những vấn đề chuyên môn Tổng thống bước vào, và dĩ nhiên khi Tổng thống bước vào vấn đề chuyên môn, đó là điều không thuận lợi. Và đó cũng là điều mà Đảng Cộng Hòa không muốn Tổng thống Trump xuất hiện quá nhiều, nhất là bước vào những lĩnh vực chuyên môn về vi trùng học, về y khoa. Kế nữa là cả hai đảng thì có những cái chuyến thập riêng, đặc biệt là bên phía đảng Dân Chủ sợ rằng bầu cử 2020 cử tri đi bầu ít vì sợ lây nhiễm corona, cho nên bên đảng Dân Chủ có ý kiến đề nghị là kêu gọi cử tri đi bầu bằng bưu điện, và nhất là đi bầu qua email. Riêng đảng Cộng Hòa, đặc biệt là Tổng thống Trump, thì quyết liệt chống đối giải pháp này. Tổng thống Trump muốn từng cá nhân cử tri bước tới phòng phiếu bầu một cách công khai, minh thị. Dĩ nhiên là lá phiếu thì vẫn là bầu kín, nhưng mà Tổng thống muốn nhìn thấy từng cử tri đi bầu một cách cụ thể, không thể nào qua email. Bởi qua email thì có những nghi vấn mà nhiều khi người ta không giải quyết được. Một vấn đề kế nữa là càng về sau này, do những tranh cãi giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng về virus corona, về cội nguồn của virus corona, sự tranh cãi này càng ngày càng gay gắt. Bên phía Hoa Kỳ cùng với các cái chuyên gia quốc tế đòi hỏi Trung Cộng phải mở cửa cho Hoa Kỳ và chuyên gia quốc tế bước vào Vũ Hán, tìm cho ra cội nguồn của virus corona. Có tìm ra cội nguồn thì mới dễ dàng trong cái việc điều chế vaccine, và có tìm ra cội nguồn thì người ta mới dễ dàng theo dõi cái COVID-19 biến thể như thế nào trong tương lai. Còn nếu không tìm ra cội nguồn thì công việc diệt trừ virus corona sẽ vô cùng khó khăn. Chính vì cái công việc này của Tổng thống Trump cho nên có dư luận cho rằng Tổng thống Trump sẽ lấy cái việc chống đối Trung Quốc về mặt thương mại, và bây giờ đặc biệt về cái tội ác của Trung Quốc trong cái việc giấu giếm cội nguồn của virus corona, làm cái lá chủ bài trong vận động tranh cử. Trong khi đó thì cử tri thấy rằng ông Joe Biden thì lại tỏ ra mềm mỏng với Trung Cộng. Có thể nói rằng ông Joe Biden chưa hề nói một lời công khai chống đối Trung Cộng, nhất là chống đối quyết liệt như là Tổng thống Trump đang làm. Đó là tất cả những vấn đề mình nhìn về phía bên ngoài, không đứng về phía Dân Chủ, không đứng về phía bên Cộng Hòa, nói lên những cái khó khăn, những cái tính toán của đảng Dân Chủ cũng như đảng Cộng Hòa trong công việc tranh cử tổng thống vào cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020. Cảm ơn luật sư Đỗ Thái Nhiên. Quý vị chưa tới bầu cử đâu, nhưng bây giờ vui lắm nghe. Bữa nay vui nghe, quý vị vỗ tay giùm tôi đi. Ba thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ, trong đó có một bà Cali mình là bà Kamala Harris,
và ông cựu ứng cử viên tổng thống là ông Bernie Sanders, cũng như là ông thượng nghị sĩ Ed Markey đã mới vừa đệ nạp lên thượng viện một đề nghị đã quá luôn. Mỗi người chúng ta sẽ được tù rung tay quá 2.000 đồng tháng cho đến khi hết đại dịch, mà cao lắm từ 120.000 trở xuống chứ không phải 99.000. Tức là bây giờ 120.000 trở xuống được tháng 2.000, nhưng mà mới đề nghị thôi. Bây giờ mình phải cầu nguyện. Có tháng 2.000 vui lắm. 2.000 mà được mấy tháng, chưa biết đại dịch này tới lúc nào. Nhưng mà đây vẫn là một tin vui cuối tuần để cho quý vị, chúng tôi cập nhật cái tin tức này để cho quý vị thấy. Trong khi đó, bữa nay có 12.000 nhà thờ Công giáo của nước Mỹ nộp đơn, xin lỗi, Thiên Chúa giáo nộp đơn xin cái SBA. 9.000 nhà thờ được chấp nhận, quý vị thấy đã không? Việt Nam mình chậm là mất hết trơn. Nhớ apply và liên lạc với chính quyền. Chúng tôi trở lại chương trình sau vài phút quảng cáo.